chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thoát Thể Thao thưa quý vị và các bạn U20 Việt Nam tiếp tục tạo nên địa chấn ở vòng chung kết U20 Châu Á 2023 khi mà chúng ta tiếp tục đánh bại một đối thủ mạnh nữa ở, ở bảng đấu này đó là U20 Qatar ở trận đấu này thì U20 Việt Nam chịu áp lực rất lớn khi mà U20 Australia đã đánh bại U20 Iran ở trận đấu trước đó và trên thực tế thì U20 Qatar bị dồn vào thế chân tường cho nên là U20 Việt Nam cũng đã gặp vô vàn khó khăn khi mà đối thủ chơi ép sân và tấn công chúng ta trong phần lớn thời gian của trận đấu này. À, tuy nhiên thì đến phút thứ 45 cộng 1, à, Quốc Việt đã có bàn mở tỷ số cho U20 Việt Nam từ pha phản công thần tốc và dứt điểm rất là quyết đoán. Ở hiệp thi đấu thứ hai thì U20 Việt Nam à, với cái thế trận rất là hợp lý của mình đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tiếc rằng thì chúng ta đã um, không thể tận dụng thành công để mà nhân đôi à, cách biệt đến 2-0 và phút thứ 84 của trận đấu thì U20 Qatar được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi và ở tình huống phạt đền này thì U20 Qatar đã có bàn thắng uh, san bằng tỷ số 1-1. Uh, Những tưởng đây là cái tỷ số cuối cùng của trận đấu này thì mọi chuyện lại không phải vậy. Phút 90 thì U20 Việt Nam đã có uh, pha dàn uh, xếp đá phạt rất là hay và Văn Trường có pha đánh đầu ngược tái hiện lại cái siêu phẩm của Công Vinh ở Ao Cup 2008 để đánh bại thủ môn của U20 Qatar giúp chúng ta ấn định chiến thắng với cái tỷ số 21. Và với chiến thắng này thì U20 Việt Nam leo lên dẫn đầu B với 6 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Iran và U20 Australia. Cập nhật bảng xếp hạng của U20 châu Á 2022 tính đến sáng ngày mùng 5 tháng 3 như sau. Tại bảng A thì U20 Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ hai là Iraq 3 điểm, xếp thứ ba là Indonesia 3 điểm, đứng cuối là Syria 0 điểm. À, ở bảng B, à, U20 Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm, U20 Australia đứng thứ hai với 3 điểm và đứng thứ ba là U20 Iran à, với 3 điểm, đứng thứ tư là U20 Qatar 0 điểm. Ở à, bảng C thì Hàn Quốc dẫn đầu với 3 điểm, đứng thứ hai là Jordan 3 điểm, xếp thứ ba và thứ tư là Tajikistan và Oman với cùng 0 điểm. Ở à, bảng D à, U20 Nhật Bản dẫn đầu với 3 điểm Đứng thứ 2 là U20 Saudi Arabia 3 điểm Đứng thứ 3 là Trung Quốc 0 điểm Đứng cuối là Kyrgyzstan 0 điểm à, Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video Quý vị và các bạn có đánh giá gì về màn diễn của U20 Việt Nam Cũng như dự đoán tỷ số giữa U20 Việt Nam với U20 Iran Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tới đây Hãy lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.